Yến Dương Xuân, tập 32. Lão Đường, lần này Tiểu Đàm lập được công lớn, ta phải cảm ơn hai người rất nhiều. Đâu có đâu có, đây đều là việc chúng tôi nên làm mà. Việc nên làm mà. Tiền có hiệu tơ lụa không cần trả nữa. Từ hôm nay trở đi, cả hiệu tơ lụa đều là của ông. Đa tạ Mã đại gia, đa tạ Mã gia. Được làm việc cho ngài là vinh hạnh của chúng tôi. Cậu nhóc này lanh lợi ghê, có hứng thú theo ta làm việc không? Đương nhiên rồi, tiểu nhân tình nguyện cống hiến sức lực cho Mã gia. Được, bây giờ ta sẽ sắp xếp cho cậu một chức thư ký cục trưởng. Chỉ cần cậu đi theo ta chịu khó làm việc, ta đảm bảo thằng nhóc nhà cậu sẽ lên như diều gặp gió. Đa tạ Mã gia, tôi nhất định sẽ trung thành tận tụy làm việc cho ngài. Đâu ra cái lý đó chứ, lấy việc công trả thù riêng, hãm hại trung lương. Đồng tử, anh từ Thạch Gia Trang mạo muội tới đây tìm cậu chính là vì tình hình đã vô cùng cấp bách rồi. Nể tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, lần này xin cậu hãy giúp anh. Nếu cậu không giúp anh thì hai thằng bé nhà anh chắc chắn sẽ phải chết. Bất kể chi bao nhiêu tiền, cậu nhất định phải nghĩ cách để cứu bọn chúng ra. Vậy đại ca, anh nói gì vậy? Sao em có thể nhận tiền của anh được? Đừng nói bọn trẻ nhà anh không phải đảng cộng sản, cho dù có phải cũng không được giết. Nói thật lòng, lần này quốc dân đảng diệt trừ đảng cộng sản quy mô lớn, quả thật khiến lòng người phẫn nộ, tàn ác vô nhân đạo. Đã đi ngược lại với lời răn dạy của Trung Sơn tiên sinh, em thân là học trò của Lưu Trọng Khải tiên sinh, sao có thể làm ngơ được? Anh yên tâm, chuyện này giao cho em. Bây giờ em sẽ gọi điện luôn. Được. Đi, nhanh lên. Tránh ra. Trận Nhi, Triệu Nhi. Trận Nhi, Triệu Nhi. Cô, mẹ. Mã Bưu, người ngươi hận là ta, muốn giết thì giết ta. Thả hai đứa nó ra. Yến Dương Xuân, cô nói cái gì vậy? Ta là cảnh sát, sao ta có thể lấy việc công trả thù riêng được? Giả lại, hai thằng nhóc này là đảng cộng sản, là chính phủ quốc dân muốn giết chúng, ta biết phải làm sao? Mẹ, đừng phí lời với hắn. 18 năm sau, con và đại ca lại là một hảo hán. Nhóc con, muốn làm hảo hán phải không? Yên tâm, chính phủ quốc dân sẽ cho ngươi tội nguyện. Yến Dương Xuân trơ mắt nhìn hai đứa trẻ chết ngay trước mặt mình. Nhìn Yến gia tuyệt hậu, trong lòng có cảm giác gì? Mã Bưu, ta với ngươi không đội trời chung. Chuẩn bị hành hình. Trận Nhi, cháu ơi, cháu của ta, Triệu Nhi. Cô, Triệu Nhi. Tên khốn kiếp, tới đi, tới đi. Trận Nhi, Triệu Nhi, chuẩn bị. Triệu Nhi. Không được bắn. Cục trưởng Tề, vì sao vậy? Cấp trên có mệnh lệnh. Rút quân hết đi. Cục trưởng Tề. Cục trưởng Tề. Cục trưởng Tề. Sao lại không được bắn? Xích chút nữa thì tôi giết được chúng rồi. Gì mà cấp trên có lệnh chứ? Tề Phổ Nguyên, anh nói thật cho tôi biết, có phải anh nuốt lời không? Thái độ gì vậy? Quy củ một chút, trong mắt cậu có coi tôi là cục trưởng không? Sở trưởng Lương đã đích thân gọi điện cho ta.
mắng ta thậm tệ, rằng chưa có chứng cứ xác đáng đã tùy tiện bắt người, bảo ta thả nghi phạm Hồ Yến ra, không cho ta truy cứu, ta dám không nghe sao? Cậu không nghe thử xem. Xin lỗi, tôi trách nhầm cục trưởng rồi. Nhưng sở trưởng Lương sao lại giúp Yến Dương Xuân chứ? Yến Dương Xuân có bản lãnh đến nhường nào, cậu cũng không phải không biết. Tề Huynh, hành động thanh trừng đảng là mệnh lệnh của trưởng ý viên đích thân ban xuống. Nghe nói thà giết nhầm 1.000 đứa còn hơn bỏ sót 1 tên. Tôi nghĩ cho dù sở trưởng Lương có ghê gớm đến đâu cũng không dám chống lại chứ. Cậu có ý gì? Ban nãy anh nói sở trưởng Lương gọi điện đến, nói thả nghi phạm họ Yến, nhưng không nói là thả mấy người mà. Ý cậu là thả 1 tên, giết 1 tên. Như vậy thì bất kể cấp nào phía trên truy cứu xuống, anh đều có lý do để đáp lại, dẹn cả đôi đường. Thế nào? Tề Huynh, không giấu gì anh, nhà tôi vẫn còn một báo vật gia truyền. Đó là Phật vàng do phương Tây cống hiến vào trong cung từ đời Đại Thanh. Ông cố tôi có công tiêu diệt thổ phỉ, nên hoàng đế Gia Khánh đã ban thưởng cho người, nói là bái Phật vàng này sẽ có thể chuộc tội giết chóc. Tề Huynh, Phật vàng này không thua kém gì Dạ Minh Châu. Nếu như nó về nhà của Tề Huynh, thì Tề Huynh cứ phải gọi là hồng phúc ngang trời. Cậu đó đúng là cầm tinh con cáo. Được, nhất trí. Muốn giết ai cậu chọn đi. Câu hỏi khó này để dành cho Yến Dương Xuân lựa chọn. Trận Nhi, Triệu Nhi bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không? Không sao đâu mẹ, không vấn đề gì, vết thương ngoài da thôi. Mẹ, nghe nói không giết tụi con nữa. Chuyện này là sao vậy? Chắc chắn là vậy thúc của con móc nối được quan hệ rồi. Vậy là tụi con sắp được ra khỏi đây rồi. Sắp rồi, sẽ sớm thôi. Con xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng. Mẹ, con trai bất hiếu đã để mẹ phải lo. Được rồi, đừng nói nữa. Chỉ cần hai đứa có thể bình an ra khỏi đây thì sao cũng được. Bà chủ Yến, cô gớm mặt thật đấy. Cấp trên vừa hạ lệnh là tôi phải thả người luôn. Bây giờ chỉ có thể thả 1 người thôi. Sao cơ? Thả 1 người? Đúng vậy. Không được, bọn chúng đều là con của tôi, không đứa nào được chết cả. Bà chủ Yến, chuyện này không phải do cô nói là được. 2 người, 1 người sống, 1 người chết. Cục trưởng Tề, chúng ta quen biết nhau không phải ngày 1 ngày 2 nữa. Anh nể tình chúng ta có giao tình với nhau, anh xin cấp trên chăm trước giúp cho được không? Hai đứa trẻ nhà tôi. Thủ lĩnh à, chính vì chúng ta có giao tình tôi mới nói như vậy. Giữ được mạng sống cho một đứa đã là may mắn rồi. Thôi được, vậy tôi cho các người thêm thời gian 1 ngày. Các người hãy suy nghĩ cho kỹ, ai sống ai chết. Mẹ, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Dương Xuân à, hay là chọn Triệu Nhi đi. Nó là cốt nhục của con.
Cha, mẹ, nếu hai người ở trên trời có linh thiêng, xin hãy chỉ dẫn con nên làm thế nào. Con thực sự không nghĩ ra được một cách nào để cứu được đồng thời cả hai đứa. Sư huynh, Trận Nhi là hậu duệ duy nhất của Yến gia, là niềm hy vọng của Yến gia. Vậy nên muội chỉ có thể cứu Trận Nhi ra trước thôi. Tất cả chuyện này đều là lỗi của muội, là muội đã không quản tốt bọn trẻ. Nếu có thể được, muội thà rằng đi chịu tội thay chúng. Sư huynh, xin huynh hãy tha thứ cho một lần ích kỷ này của muội. Đại sư huynh, tại đây muội xin thề với huynh, bất luận xảy ra chuyện gì, muội cũng không sẽ từ bỏ Triệu Nhi của chúng ta. Cho dù là liều chết, muội cũng phải cứu Triệu Nhi của chúng ta về. Cha, mẹ, đại ca, sư huynh, liệt tổ liệt tông của Yến gia, xin mọi người hãy phù hộ cho hai đứa trẻ Trận Nhi và Triệu Nhi có thể bình an trở về. Đại ca, anh có hối hận không? Không hối hận. Anh tin tưởng sự nghiệp của đảng. Chỉ có đảng Cộng sản mới có thể thay đổi xã hội đen tối này. Liễu giáo sư từng nói, cách mạng là cần phải hy sinh. Từ lâu em đã nghĩ đến sẽ có ngày này rồi. Tốt lắm nhị đệ, bây giờ chúng ta sẽ không chết đâu. Cô đã nói rồi, chúng ta chịu khó chờ đợi, rồi sẽ cứu chúng ta ra nhanh thôi. Nana, 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 em làm sao vậy? Nana, trả lời anh đi. Nana, Nana, trả lời anh đi. Nana, làm sao vậy? Nana, có chuyện gì vậy? Mau nói cho tôi biết, các người muốn làm gì? Nhị đệ, đại ca, nhị đệ, đại ca, quay về. Nhị đệ, đại ca, đại ca, thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra. Đại ca, đại ca, thả tôi ra. Tại sao các người lại giết Nana? Tôi phải báo thù cho cô ấy. Trận Nhi, tôi phải báo thù cho cô ấy. Trận Nhi, Trận Nhi, Trận Nhi à, Trận Nhi bình tĩnh. Cô, cứu Nana. Nana bị bọn chúng giết rồi. Cả Triệu Nhi cũng ở trong đó. Trận Nhi, con phải đi cứu em ấy. Dừng lại, con có thể cứu được nó ra không? Còn ngốc à? Về nhà, về nhà. Đi. Trận Nhi, Trận Nhi, cuối cùng em cũng trở về rồi. Thế nào? Em không sao. Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Nhị đệ đâu?
Yến Trần, con nói thật cho ta biết, rốt cuộc con có phải đảng Cộng sản không? Nói thật với cô đi con. Không phải. Được. Cô tin con. Cô, sao nhị đệ không về cùng con à? Cô con cũng khó khăn lắm. Hai đứa chỉ có thể chọn một. Cô, vì sao lại như vậy? Vì sao không cứu nhị đệ mà lại cứu con? Bây giờ con sẽ quay lại đó lấy mạng của con đổi cho em ấy. Bây giờ con phải sống cho ta. Con là hậu duệ duy nhất của Yến gia, đã phải hy sinh tính mạng của bao nhiêu người Yến gia mới đổi lại được. Con bắt buộc phải sống thật khỏe cho ta. Bởi vì con không được chết. Dương Xuân, Trần Nhi về rồi à? Về rồi thì tốt rồi. Về rồi thì tốt. Triệu Nhi đâu? Lúc đó Đồng Tử nó qua điện thoại, ta ở bên cạnh nghe rõ mồn một. Nói là thả hết tất cả mà. Sao về đến đây lại biến thành chỉ thả một người? Chắc chắn lại là gian kế của Mã Bưu và Tề Phổ Nguyên. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách cứu Triệu Nhi ra. Phải mau chóng liên hệ Đồng Tử. Nhanh lên. Sao vậy? Sao trong điện thoại không có tiếng gì vậy? Có phải điện thoại bị đứt dây không? Chắc chắn là Mã Bưu. Hắn sợ chúng ta liên lạc được với Sở Trưởng Lương, nên giờ đã giở trò. Bây giờ thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta phải chia nhau ra tìm điện thoại thôi. Được. Ông chủ, tôi muốn mượn điện thoại một chút. Xin lỗi, điện thoại không dùng được. Không dùng được. Ông chủ, tôi muốn gọi nhờ cuộc điện thoại. Xin lỗi, điện thoại hỏng rồi không gọi được. Cô, dễ thúc. Thế nào, con tìm khắp khu này rồi. Đường dây điện thoại đều có vấn đề. Chắc chắn là trò quỷ của Mã Bưu và Tề Phổ Nguyên. Vậy bây giờ chúng ta cũng không còn thời gian để đi chỗ khác tìm điện thoại nữa. Phải làm sao mới được đây? Đúng vậy, trời sắp tối rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Con biết ở đâu có điện thoại. Đi theo con. Đi. Được rồi, có âm thanh rồi. Xin giúp tôi nói máy đến Sở Cảnh sát tỉnh Trực Lệ. Lạ thật. Đông Tử nói với ta, hàng ngày cậu ấy đều làm việc đến rất muộn mới rời khỏi văn phòng. Sao điện thoại mãi không có người nghe vậy?
Gọi thêm vài lần nữa xem. Được. Nhiếp Dũng, tôi không ngờ lại rơi vào tay anh. Anh giết tôi cũng được, nhưng xin anh hãy tự hỏi lương tâm mình một câu. Các anh làm ra chuyện như vậy, người cuối cùng chịu khổ vẫn là nhân dân. Chẳng lẽ anh không có chút hổ thẹn nào sao? Cái lũ phần tử thân cộng các cậu, đối với quốc dân đảng mà nói, chính là một mối họa. Uổng công tôi vừa nhận được mệnh lệnh, liền rủ vài người bạn thân thiết chuẩn bị đi Nam Kinh biểu tình. Nhưng bây giờ xem ra Tưởng ủy viên trưởng hoàn toàn không quay đầu nữa rồi. Thiết Long à, cậu theo ta vào sinh ra tử bao nhiêu năm? Ta không giết cậu đâu. Có điều, cậu yên tâm, ta cũng sẽ không để cậu phơi thay nơi đồng không mông quạnh. Ta sẽ đem thi thể của cậu giao cho người nhà của cậu. Có người rồi. Xin chào, tôi muốn tìm sở trưởng Lương của các vị. Sao cơ? Xảy ra chuyện gì? Đầu dây bên kia nói Đông Tử vì mưu phản nên đã bị xử bắn rồi. Mưu phản? Không đúng, chữ này viết sai rồi, phải viết hướng xuống dưới. Biết chưa? Con biết rồi. Tình hình sao rồi? Có tin tức không? Rốt cuộc thế nào? Mau nói cho ta biết đi. Sốt hết cả ruột. Hôm nay mọi người đều bận rộn cả ngày trời. Về phòng nghỉ ngơi cả đi. Ta cũng mệt rồi. Về phòng trước đây. Dương Xuân, không cứu con nữa à? Muội mệt rồi, về nghỉ đây. Ông là ai? Không được cử động. Tôi là người của đảng Cộng sản mà các người vẫn luôn tìm kiếm. Liễu Hành Bình. Liễu Hành Bình? Đúng vậy. Chẳng phải các người vẫn luôn muốn bắt tôi sao? Ngồi yên đấy. Giao súng ra đây. Bằng không tôi sẽ bắn chết hắn. Được được được. Đừng bắn, đừng bắn. Ông đừng bắn. Tôi nói này, có chuyện gì từ từ thương lượng. Tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của ông. Thả con gái tôi và Yến Triệu ra. Có thả không? Lão Trang, lái xe đi, mau về cục cảnh sát. Nhanh lên. Vào đi. Phó cục trưởng Mã, Yến Dương Xuân tìm ngài. Ai cơ? Yến Dương Xuân. Yến Dương Xuân. Vậy chúng ta đi gặp cô ta.
Bà chủ Yến nửa đêm nửa hôm đến tìm ta làm gì? Con trai ngày mai bị xử bắn rồi. Cô lại đến để liều mạng với ta phải không? Mã Bưu, ngươi chỉ cần bắt một tên đảng Cộng sản để báo cáo cấp trên thôi đúng không? Ngươi thả con trai ta ra, ta thế chỗ đó. Ngươi trăm phương ngàn kế bắt con trai ta, chẳng phải chỉ để trả thù ta thôi sao? Bây giờ ta đang đứng trước mặt ngươi đây, thả con trai ta ra, ta mặc cho ngươi xử lý. Cô nói cô là đảng Cộng sản thì ta phải nghe sao? Vả lại ta từng nói với cô, ta muốn để con trai của cô chết trước mặt cô cơ. Đàn ông đã nói thì sao có thể không làm được chứ? Mã Bưu, ngươi đứng yên. Ta làm sao? Mã Bưu, cục trưởng. Người đâu? Người đâu? Đừng có làm bừa. Không được làm bừa. Mã Bưu, thả người ra đi. Cục trưởng, có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà cậu không nhìn ra à? Cậu đưa Yến Triệu, Liễu Thanh hai người đó ra đây cho tôi. Mau đi đi. Dân, đi mau. Lái xe của tôi không liên quan đến chuyện này. Ông cho cậu ấy xuống trước đi. Xuống đi. Lão Trang, cậu đích thân giải hai cộng sản đó ra đây. Triệu Nhi, mau đi đi. Triệu Nhi, thả cục trưởng của bọn ta ra. Bằng không bây giờ ta sẽ giết hắn. Mã Bưu, cậu muốn tôi chết à? Cục trưởng, người ở trong tay chúng ta, nếu hắn dám làm gì ngài thì tất cả đều không chạy thoát. Nếu người không thả người, bây giờ ta sẽ bắn chết hắn. Ông dám không? Vậy thì ngươi thử xem. Mã Bưu, thả người đi. Cục trưởng, cha, hai đứa mau lên xe đi, nhanh lên. Thả người. Thả người ra. Cha, cha, mau đi đi. Cha, cha ơi. Liễu Thanh, cha. Bắn cho ta. Đuổi theo, đuổi theo. Đuổi theo, mau đuổi theo. Đuổi theo nhanh lên. Đuổi theo, mau. Liễu Thanh, Liễu Thanh, em sao rồi? Em sẽ không sao đâu. Anh đưa em đi bác sĩ được không?
em xin lỗi. Đã hứa sẽ ở bên anh đến già, nhưng em đành phải nuốt lời thôi. Yến Triệu, trước đây em không tin trên đời này có ma, nhưng bây giờ em lại hy vọng nó thực sự tồn tại. Còn nữa, còn nữa, đừng nói nữa. Em sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Có câu rằng con người đều có thần giao cách cảm. Em cũng hy vọng điều này là thật. Nếu em chết, linh hồn của em vẫn có thể ở bên cạnh anh. Như vậy anh sẽ không đau buồn vì mất em nữa. Hứa với em, nhất định phải sống thật tốt, tự chăm sóc cho bản thân. Liễu Thanh, anh hứa với em, anh hứa với em. Liễu Thanh, Liễu Thanh, Liễu Thanh, cục trưởng, sao lại thả Yến Nhân Xuân đi vậy? Cậu là cục trưởng hay tôi là cục trưởng, còn dám chất vấn tôi nữa? Chuyện như rồi tôi còn chưa tính sổ với cậu. Càng ngày càng chẳng ra làm sao, càng ngày càng không biết bản thân mình đang đứng ở đâu. Xin lỗi, vừa rồi tôi cuốn quá, nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Thằng nhóc Yến Triệu này chạy mất rồi, nó nhất định sẽ tìm cách quay về báo thù chúng ta. Điều này rất nguy hiểm đối với anh. Nếu trong tay chúng ta có Yến Dương Xuân thì chắc chắn nó sẽ phải lo ngại. Như vậy chẳng phải là đảm bảo cho sự an toàn của anh hay sao? Đảm bảo? Đảm bảo cái con khỉ! Cậu lấy danh nghĩa gì để bắt Yến Dương Xuân? Bây giờ tôi còn chẳng dám động vào Yến Trận kìa. Cấp trên đã hạ lệnh, tôi lại phải đích thân hạ lệnh thả Yến Trận. Việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng hắn không phải là đảng cộng sản. Bây giờ tôi bắt hắn về thì có khác nào tự giải cho mặt mình không? Sở Trưởng Lương đã bị xử bắn rồi, tội danh là mưu phản, mệnh lệnh của hắn không đủ đáng sợ. Bây giờ cả nước đều đang bắt đảng cộng sản, bắt hắn là thuận theo ý dân, thuận thế mà làm có vấn đề gì chứ? Mà bù, chính là vì cả nước đều đang bắt đảng cộng sản, tôi mới không thể động vào Yến Trận. Bây giờ bắt hắn lại có thể chứng minh được điều gì? Chứng minh hắn là cộng sản, tôi đích thân thả cộng sản đi thì là tội danh gì? Sao cậu mãi không hiểu gì Mã Bù? Cậu có ý đồ gì hả? Ý đồ gì hả? Cậu muốn hại chết tôi sao? Xin lỗi cục trưởng, là tôi suy nghĩ không thấu đáo. Liễu Thanh, anh đi đây, anh đi tìm người của tổ chức đây. Em hãy ở đây ngủ một giấc thật ngon, đợi anh nhé. Em yên tâm, Yến Triệu này suốt cả cuộc đời, cho dù đi đến chân trời góc bể thì đời này cũng chỉ có một người yêu là em.
Nana, anh sẽ đối xử tốt với em suốt đời, sẽ không phụ lòng em đâu. Biết rồi, anh lải nhải bao nhiêu lần rồi đó. Em đã bảo, em là nữ nhi thời đại mới, độc lập tự cường, không thèm sống dựa vào đàn ông các anh đâu. Vậy nên đây mới là lý do anh thích em. Chỉ là không biết đứa bé trong bụng là trai hay gái nhỉ? Anh không trọng nam khinh nữ đó chứ? Sao có chuyện đó được? Dù gì cũng là thanh niên thời đại mới, anh là hạng người đó sao? Thế còn nghe được. Anh nói xem, chúng ta đặt tên con là gì cho hay nhỉ? Kiểu gì đây? Sao ta vừa về là mặt đã xỉ xuống rồi? Mùi tưởng là Triệu Nhi về. Triệu Nhi sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi. Nhìn là biết nó là người có phúc. Giả lại, với bản lĩnh của Triệu Nhi, nó mà lên cảnh dương cương sớm thì đã chẳng có chuyện của Võ Tòng rồi. Ai động vào được một sợi tóc của nó chứ? Nói thì nói vậy, nhưng muội sao có thể không lo cho con mình chứ? Trận Nhi về chưa? Vẫn chưa. So với Triệu Nhi thì bây giờ ta còn lo cho Trận Nhi hơn. Nó suốt ngày say xỉn đờ đẫn, cứ tiếp tục vậy thì suy sụp hoàn toàn mất. Ta nghĩ chúng ta phải mau tìm thời gian khuyên bảo nó mới được. Đan Đan. Mẹ. Đan Đan, mẹ có vài lời muốn nói với con. Mẹ, mẹ nói đi. Từ sau khi Triệu Nhi đi, ngày nào Trận Nhi cũng uống rượu say khướt mới về nhà. Con còn phải chăm sóc nó, trông nom nó, mẹ đều biết cả. Mẹ, Trận Nhi là em con, con chăm sóc cho em cũng là việc nên làm. Con với Trận Nhi tuy rằng là chị gái và em trai trên danh nghĩa, nhưng tình cảm của con dành cho Trận Nhi mẹ đều nhìn thấy cả. Trận Nhi gần như đi vào ngõ cụt, không nhìn thấy lối ra. Cứ đà này chẳng mấy chốc mà hỏng người. Vậy nên mẹ nghĩ đến lúc chọc thủng lớp cửa sổ giấy này rồi. Mẹ, ý của mẹ là con với Trận Nhi đều không còn nhỏ nữa, cũng đã đến tuổi lập gia đình. Đan Đan, mẹ hỏi con, nếu để con và Trận Nhi thân càng thêm thân thì con có bằng lòng không? Mẹ, Trận Nhi hiện giờ tâm trạng không tốt, Điêu Na lại vừa qua đời. Con sợ bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Bây giờ không phải lúc thì bao giờ mới là lúc? Trận Nhi bây giờ suy sụp không gượng dậy nổi, dăm bữa nửa tháng thì không nói, nhưng nó không thể cứ như vậy mãi được. Mẹ nghĩ nên cho nó một mái ấm riêng, để nó đi làm ăn, đi phấn đấu, cũng coi như là có hy vọng, giúp nó vực dậy tinh thần. Đan Đan, không sao đâu. Nếu con thực sự không muốn thì mẹ không miễn cưỡng, không gượng ép con. Cho dù con lựa chọn thế nào, con cũng đều là con gái ngoan của mẹ. Mẹ, con bằng lòng. Chỉ cần để có thể khá lên thì thế nào con cũng bằng lòng. Được, được. Con gái ngoan. Đan Đan, vậy chuyện này cứ giao cho mẹ. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn gì chứ? Để Trận Nhi về, mẹ sẽ nói chuyện với nó. Thank you.
曾许你情一生，缘尽孑然我一生。